mọi người đã nghe về cái con sâu trong thân cây tre chưa? Thân cây tre này, cái con sâu này nó muốn thoát ra khỏi thân cây tre. Theo bạn thì nó có những cái đường nào thoát đi? Cây tre nó có các cái đoạn như này này. Nào, đúng rồi đấy, chuẩn luôn. Bạn nào mà nói nhỉ? Anh đúng không? Anh nói phần xốp mềm đúng không? Đúng rồi, cái xu hướng ấy, cái xu hướng con sâu nó sẽ bò lên trên. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì càng lên ngọn thì thân cây càng mềm đúng không? Thì càng dễ đục. Cũng được nhưng mà nó sẽ rất là vất vả. Nó vẫn đi được các bạn ạ, nó vẫn đi được. Xui ra, còn đến đây và đến đây. Xui ra nhưng mà là một hành trình gian nan. Đấy. Hết đời cũng có thể xui ra, nhưng mà cũng có thể chết. Đến gốc cây. Rồi, đấy, có hai con đường đúng không? Và một con đường thứ ba không ai nhìn thấy ạ? Đúng rồi, đục ngang ra. Và tất cả những kiến thức này là để cho các bạn là con sâu này đi ra khỏi cái cây tre nhanh nhất. Bởi vì sao? Bởi vì biết là đục ngang nó sẽ rất là khó, nhưng mà nó sẽ không khó bằng việc là phải đi xuống dưới, và nó gọi là mắc sai lầm đấy. Dành cho những người mà cả đời mà khổ cực, đi làm không có cái mục tiêu, hoặc không có cái đường hướng nào, hoặc không có cái chung mục nào để mà mình tìm ra được cái đường hướng tốt nhất của mình. Hoặc là theo bản năng, ở đây theo bản năng, đục lên, bởi vì mềm dễ đục mà, thì cục đục lên mà nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Có người gấp 5 năm, 10 năm, 20 năm cuối cuộc đời thì cũng có thể ra ngoài. Đương nhiên là cũng không vất vả, nhưng cái cách làm người ta làm ở dưới là đục xuống dưới, bởi vì đục xuống dưới là có đi sai đường đúng không? Đấy. Nhưng mà đục lên trên vẫn là cơ hội là sau này mình có cuộc sống sung túc và nhàn hạ sung sướng. Nhưng mà mình phải mất một cái quá trình rất là dài. Mình làm theo bản năng, mình không có các cái việc là mình có đường hướng, mình có chiến lược. Đấy. Thì con sâu này sẽ đục theo bản năng, mình sẽ đi ra ngoài vẫn được. Đấy. Nhưng mà đương nhiên là nó ít phức tạp hơn, nhưng mà nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn đục sang ngang, đục sang ngang này là cái gì? Như Hằng chia sẻ, nó chính là cái việc mà mình tích lũy tri thức, mình có được các cái công cụ, là những cái mindset về tư duy, được trang bị mindset về tư duy. Đấy. Để mà mình đi ra ngoài biết là nó cũng vất vả, nhưng mà mình khi mà mình đã biết là mình đi đúng đường thì mình sẽ ra ngoài nhanh nhất.